Theo quan niệm truyền thống của người Việt, xông nhà đầu năm là một trong những nghi thức quan trọng dịp Tết và sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ trong suốt cả năm. Chính vì vậy, người xông đất được coi là người đại diện mang tới cho chủ nhà sự may mắn và an lành trong năm mới. Do đó, mỗi gia chủ sẽ lựa chọn người xông nhà giúp mình là người có tuổi hợp với tuổi của mình, đồng thời tương sinh với con giáp của năm. Thậm chí, những người đề cao yếu tố tâm linh còn cẩn thận xem xét đến cả tính cách, vận mệnh của người đến xông nhà, xem có phải là người thành đạt hay không để mời hoặc nhờ xông nhà. Thêm nữa, tập tục khi xông nhà thì gia chủ sẽ tiếp đãi khách ra sao? Ngược lại, khách đến xông nhà sẽ làm gì để giúp gia chủ đón tài lộc trong năm mới? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia để hiểu rõ hơn về nét văn hóa xông nhà đầu năm. Từ đó, chúng ta sẽ có lựa chọn cho riêng mình để giúp mang lại may mắn, an khang trong năm mới. Chào ông, nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông Nguyễn Quang Minh. Chào Mai Lý. Thông thường trong một năm mới, hôm nay chúng ta có bàn thêm một tí về cái việc xông đất, chọn tuổi. Các vấn đề này chúng ta nói nhiều, nhưng chắc chúng ta bổ sung thêm vì năm Quý Mão 2023 là một năm rất quan trọng. Cái năm tới, năm Quý Mão là cái thềm, là cái bước đệm quan trọng để chuẩn bị bước sang tiểu vận 9 của hạ nguyên 29. Suốt trong 20 năm tới thì cái công cuộc chuẩn bị và cái nhận thức chuẩn bị để chúng ta tránh hung và đón cát, tức là tìm các cái điều tốt lành ít nhất về cái trạng thái của con người được giải phóng. Các cái kiến thức của các ông cha mình cứ tích lũy dần từng năm, rồi cuối năm dạy cho con cháu, truyền bảo các cái kinh nghiệm. Các kinh nghiệm này đều bắt đầu từ cái cuộc sống thực tiễn họ rút ra. Thế thì cái bắt đầu lại là từ các cái tập tục. Thì hôm nay mình bổ sung thêm các vấn đề thuộc tập tục. Dạ vâng ạ. Theo kinh nghiệm truyền thống của cha ông ta để lại ạ, khi mà chọn tuổi để xông đất vào những ngày mở màn trong một năm âm lịch, có một số quan niệm cho rằng là chủ nhà hoặc các cái thành viên của trong gia đình, họ cứ đi ra khỏi nhà và họ quay về. Họ quan niệm đó là đã xông đất. Đây là một cái vấn đề giảm tiện, nhưng mà liệu vấn đề này có đúng theo phong tục truyền thống không thưa ông? Chúng ta đặt ra một vấn đề cụ thể nhé. Nếu như người chồng đưa tiền cho vợ và người vợ bảo rằng người vợ đã chiến thắng với cái tài khí đó, thì trong một nghĩa cụ thể nào đó thì không đúng. Chúng ta phải có những thành quả trong một cái công cuộc lao động và mang về nhà mình, thì cái đó mới gọi là các kết quả tốt. Còn cái việc mà bố cho con, vợ cho chồng hoặc ngược lại, những cái thân nhân để biếu tặng nhau và coi đấy là một kết quả, thì cái khái niệm về vấn đề này là nó lệ thuộc vào các cái văn hóa của từng gia đình, của từng cá nhân. Nhưng trong vấn đề đánh giá về bản chất là không đúng. Bởi vì cái việc xông đất là người ta muốn chọn một cái thông tin trường khí ở phía ngoài để tạo nên cái sự bùng nổ theo hướng tích cực đối với cá nhân của gia chủ đầu tiên và của cái gia đình đó, để đón những cái trường khí tốt lành. Bởi vì cái người xâm nhập vào nhà chúng ta đầu tiên phải nằm ngoài cái huyết thống mới mang được các cái trường khí nội ngoại. Cái khí trường nội ngoại này có tạo nên hoặc nó sẽ làm xấu cái khí trường đó, hoặc nó có thể kích hoạt cái khí trường đó tốt hơn. Thế thì người ta phải lựa chọn cái hệ can chi. Can chi chúng ta định nghĩa rồi. Người ta phải chọn cái hệ can chi đối với cái gia chủ, cái người mà chịu trách nhiệm, cái mũi nhọn quan trọng nhất của một gia đình làm chuẩn, và tìm cái thông tin nào tạo nên cái tốt đối với cái thiên can của cái gia chủ đó. Thì cái cách làm này người ta cũng đã chuẩn bị kỹ các cái tài liệu, nhưng do chúng ta cái hiểu nó một cách lơ mơ, chỉ coi là một văn hóa xuân thuần túy, chứ không biết rằng đó chính là một cái cách nhận thức để thay thế nhiều sự rủi ro trong những cái vô hình mà trong cái nhập cuộc của một năm thì nó giảm thiểu đi rất nhiều. Dạ vâng.
Còn một vấn đề nữa thì tại sao mà chúng ta không thể xông đất vào ngày lập xuân thưa ông? Cái xông đất ấy không phải bàn về ngày lập xuân hay là sau lập xuân. Xông đất chỉ được tính từ sau ngày lập xuân chứ không phải trước ngày lập xuân. Thế thì trong cái lịch âm chúng ta sẽ tính theo lịch của mặt trăng. Thì theo thông thường thì chúng ta đêm 30 là chúng ta chỉ đang thực hiện các cái nguyên tắc của năm cũ. Còn sau ngày mùng 4 tháng 2 mới được tính là chúng ta sát nhập cái vận khí âm dương vào trong nhân khí của chúng ta. Như vậy trước ngày lập xuân, các giá trị về sông đất không có giá trị, mà chỉ được tính sau ngày mùng 4 tháng 2 và những năm không nhuận. Và sau ngày mùng 5 tháng 2 là những năm nhuận, thì chúng ta mới tìm những cái ngày sau đó mới được coi là các thông tin tốt hay xấu có liên quan chặt chẽ đến cái ngày mở màn cho một chu kỳ, trong đấy một năm hoặc một tiểu vận. Vậy thì theo đánh giá của ông, nếu như mà những năm mà lập xuân diễn ra trước ngày mùng 1 Tết âm lịch, vậy chúng ta cần lưu ý và xử lý như thế nào về vấn đề này thưa ông? Cái Tết âm lịch có những năm thì sau cả ngày lập xuân, có những năm thì trước ngày lập xuân. Thế nhưng mà trước hay sau của ngày âm, của ngày mùng 1 Tết âm không liên quan đến cái thông tin của ngày lập xuân. Trước hay sau của ngày âm thì chúng ta gạt ra không tính. Mà cái ngày lập xuân xảy ra trước Tết âm lịch cũng sẽ được tính, chúng ta có thể phải xông đất từ khoảng thời điểm đó rồi. Ví dụ như trong tháng 12 mà lập xuân đã xảy ra trước Tết âm lịch, thì cái ngày để chúng ta bắt đầu xông vào các cái công trình mới, các tiến trình mới, thì phải chọn ngay trong tháng 12 để xử lý các việc này rồi. Còn nếu nó sau Tết âm lịch thì dễ tính, vì chúng ta thường hay căn cứ vào cái ngày Tết âm lịch để làm mốc, làm chuẩn, để chúng ta tìm các cuộc vận động. Thì cái đó hoàn toàn đang tách biệt nhau. Cái động và tĩnh có liên quan chặt chẽ đến 180 ngày đầu năm. Ví dụ như năm Quý Mão, năm 2023, thì trong vận khí người ta tính thế này, có một câu nguyên văn đây. Đây là một năm bất cập của hỏa cục. Cái tên gọi của 180 ngày đầu năm là Dương Minh Táo Kim làm chủ, được gọi là Dương Minh Táo Kim Tư Thiên. Và thiếu âm quân hỏa tại tuyền, Tư Thiên được xác định là 180 ngày đầu năm, tại tuyền là 180 ngày cuối năm. 180 ngày đầu năm thì khí là khí dương, khí trời. 180 ngày cuối năm là khí âm, khí đất. Cái định nghĩa khí trời, khí đất được chỉ rõ có hai việc. Các việc động thì phải tiến hành vào 180 ngày đầu năm. Các việc tĩnh thì sử dụng vào 180 ngày cuối năm. Một cái ngân hàng cho vay thì phải phát động cho vay vào 180 ngày đầu năm. Và khi thu lại cái số tiền đó thì sẽ sử dụng thu lại vào 180 ngày cuối năm. Tất cả các hình thái đó được ứng dụng trong toàn bộ các hành vi, các sự kiện trong đời sống. Vì trong học thuật của người Á Đông nói chung và ông cha mình, khi bàn về mặt vận khí, họ đã chỉ rõ, người ta biết rằng khi bàn về hôn nhân cũng thế, cũng trên cái lý luận trên, là người ta bàn với nhau trong 180 ngày đầu năm. Để khi người ta tác hợp hôn nhân thì họ dùng 180 ngày cuối năm để chọn ra ngày lành tháng tốt để tác hợp. Thế thì tất cả các hình thái của thế giới cũng trên cái nguyên tắc trên. Các hình thái gồm có hôn nhân, tiền bạc, học thuật, rồi xây dựng, rồi kiến trúc vân 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 vân. Tất cả các ngành nghề, rồi tất cả các lãnh địa thì đều trên các nguyên tắc Dương Minh Táo Kim, Tư Thiên và thiếu âm quân hỏa tại tuyền. Nó sẽ sâu sắc từng tầng, từng học thuật, nhưng nó chỉ rõ một cách khái quát giữa động tĩnh là như vậy. Dạ vâng, ông có thể nói rõ hơn, kỹ hơn về cái vấn đề là nếu như ngày lập xuân xảy ra trước ngày mùng 1 âm lịch, cái việc xông đất có nghĩa là đi vào trong nhà để xông nhà ấy, gọi là xông nhà, nôm na là xông nhà ấy. À không, vấn đề giữa xông nhà và cái xông đất nó khác nhau nhé. Cái xông đất là một thuật ngữ để chỉ mở màn cho các công trình, các
các sự kiện trọng đại của một năm mới. Còn cái sông đất là người ta chỉ đang bàn về tính phúc đức của năm cũ để chuẩn bị chào đón cho năm mới. Thế thì bây giờ chúng ta tách biệt thành hai phần. Bước đầu tiên là sông nhà. Sông nhà thì chỉ cần chọn tuổi của chủ nhà, của người đảm nhiệm cái mũi nhọn cao nhất trong một gia đình. Lấy cái thiên can của họ để chọn cái ngày thiên can tốt, giờ thiên can tốt của năm mới để tương hợp hai cái này thì gọi là sông nhà. Và cái người sông nhà sẽ không được nằm trong huyết thống của gia đình đó. Chủ nhà không thể tự sông đất được. Các thành viên trong nhà cũng không thể sông đất được. Trong cái đêm 30, một cháu đi chơi đến 2 giờ đêm xong đi về và bảo con đã sông nhà là không đúng. Phải là người ngoài. Những người nào lạ bước vào nhà mình đầu tiên, đấy chính là người sông nhà mình đấy. Thế nhưng mà người ta cẩn thận, người ta tránh cái sự ngẫu nhiên đó, thì họ phải chọn một cái tuổi hợp đối với cái gia chủ đó. Và họ chủ động chọn cái giờ tốt, ngày tốt để mời người ta đến, người ta sông nhà cho mình. Riêng trong cái sông nhà là đảm bảo trong 3 ngày Tết, 1, 2, 3. Cái ngày mùng 1 là thiên khí, ngày mùng 2 là địa khí, ngày mùng 3 là nhân khí. Đây chính là các yếu tố dù lập xuân trước hay sau thì cái sông nhà phải đảm bảo trong 3 ngày này. Vậy thì sông đất được xác định là sau ngày mùng 5 tháng Tết vào những năm nhuận. Thế còn nếu những năm không nhuận thì sau ngày mùng 4 chọn những ngày tốt để sông đất. Sau lập xuân thì chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để sông đất. Còn một vấn đề nữa thưa ông. Theo như quan niệm truyền thống của cha ông ta từ xưa đến giờ thì là ngày mùng 3 Tết là ngày hóa vàng. Nhưng hiện tại thực tiễn trong đời sống hiện nay thì tôi thấy mọi người lại quan niệm rằng là không hẳn là cứ nhất thiết phải hóa vàng trong ngày mùng 3 Tết, mà họ chọn cái ngày đẹp này, hợp với tuổi của họ, họ mới hóa vàng. Trong cái ngày mùng 3 Tết hóa vàng theo truyền thống và cái cách quan niệm đương đại bây giờ thì quan niệm nào là hợp cách? Ông có thể cho tôi và mọi người được biết có thể được không? Trước mắt bàn về học thuật đã, ngày mùng 1 Tết là ngày trời, ngày thuộc dương. Ngày mùng 2 Tết là ngày thuộc âm. Ngày mùng 3 Tết là ngày của nhân khí. Mùng 1 của trời, mùng 2 của đất, mùng 3 của người. Đây là ba cái ngày được gọi là ngày tam tài. Ngày tam tài được xác định là chúng ta biết ơn trời, đất, người trong cái quá trình đã giúp đỡ chúng ta giữ được sức khỏe, giữ được cái bình an. Những cái thiếu thì sẽ chờ đón năm mới để bù lắp lại. Những cái đã được rồi thì chúng ta biết ơn những nghĩa đó. Mà trong một cái quốc gia bàn về thực tiễn ấy, thì đảng và nhà nước được biểu trưng trong ngôi của trời. Khí vận của đất nước là ngôi của đất. Và nỗ lực của chúng ta là ngôi của người. Cái khái niệm đó đã được rất rõ rệt trong vài nghìn năm qua cho đến tận giờ này. Thế thì ba cái ngày đó khi kết thúc cho một chu kỳ của một vận niên cũ thì để tỏ cái lòng thành kính đó là chúng ta hóa vàng. Cái ngày mùng 3 là ngày khóa của tam tài để chuẩn bị cho chu kỳ của vận niên mới từ ngày mùng 4. Cho nên người ta ngay trong học hành người ta đã nói rằng ngày mùng 1 lễ cha, bởi vì trời là cha. Ngày mùng 2 lễ mẹ, là bởi vì mẹ là đất. Và mùng 3 là lễ thầy, tức là các cái công lao của cái người thầy thế giới dạy bảo chúng ta, chứ không thuần túy chỉ là thầy giáo. Cái nghĩa rộng như thế, cái sự biết ơn đó và để tỏ cái lòng thành kính thì ngày mùng 3 là cái ngày chúng ta kết thúc cho toàn bộ tất cả các cái tâm nguyện, những cái gì mà chúng ta biết ơn trong một năm đi qua để tạo dựng cho mình những điều tốt lành và chỉ rõ cho chúng mình những cái điều khiếm khuyết để khắc phục của cái năm mới. Do vậy, các cái nguyên lý này đã được xác định ngày mùng 3 chính là ngày chúng ta hóa vàng. Chứ không phải nó không liên quan đến hệ can chi, không liên quan đến các cái thông tin khác để chọn ngày lành tháng tốt mới hóa vàng, mà ngày hôm đó phải kết thúc để chuẩn bị cho một vận niên mới. Và quan điểm của tôi cho thấy là toàn dân nên chọn ngày đó. Còn những ngày khác về thông tin đã không đúng, nhưng còn tản mát, thậm chí có những người mà lấn cấn đang làm đàn ăn rồi đến ngày nọ ngày kia
để bắt đầu với dở ra để đốt với hóa vàng ở vùng loạn xạ hết cả lên là không đúng đâu. Như vậy thì bất luận là tuổi nào và ngày xấu hay ngày đẹp là cái ngày mùng 3 Tết thì nên hóa vàng sẽ là đúng với... Bởi vì tuổi nào thì cũng phải biết ơn cha mẹ mình, biết ơn những cái nuôi dưỡng khác, biết ơn những cái các cái vấn đề to lớn từ đất nước cho đến những cái người lãnh đạo rồi những cái người mà dìu dắt. Tuổi nào cũng thế thôi, trẻ ra phải có những yếu tố, phải tỏ những cái tấm lòng đó. Cái hóa vàng là bắt đầu từ cái lòng biết ơn. Vâng, xin cảm ơn những cái đánh giá rất là hữu ích của ông. Mong rằng quý vị khán giả xem chương trình này thì sẽ vận dụng vào trong cái đời sống của mình để đón một năm mới được mọi điều cát lành, may mắn. Cảm ơn ông, xin chúc sức khỏe ông. Mai Lý xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Thank you.